Phan Hải xin chào quý cô bác anh chị. Thì hôm nay Hải có một cái video ngắn để có được một cái cách dân gian, cái mẹo dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn tiền đình hoặc là thiếu máu não. Thì đây, trước mặt của bác anh chị mình đây là một cái loại trái, một cái loại trái của một cái loại dây mà rất là thân thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Thì đây là trái bí ngô hoặc là trái ở miền Nam gọi là trái bí đỏ. Đó, còn ở miền Bắc theo mình biết thì gọi là trái bí ngô. Trái bí ngô này của bác anh chị mình sử dụng cho Hải một cái trái bí khoảng chừng 1 kg cũng được ha. Ai ăn mạnh á, thì chúng ta sử dụng cái trái bí lớn, ai ăn vừa vừa chúng ta sử dụng trái bí nhỏ ha. Nhưng mà cái trái này á, thì nó chưa có đạt nè. Chúng ta sử dụng một cái trái bí mà trái bí nó tròn bự vậy nè, gọi là trái bí bánh xe đó. Đó, trái bí ngô mà nó không có cái eo vậy, nó chỉ có một cái vậy thôi nè, đó nó giống vậy nè. Đó. Thì cái trái bí đó thì nó sẽ dễ làm hơn, bởi vì sao? Thì trong bài thuốc này của anh chị sẽ hiểu thôi. Của anh chị mình lấy cho Hải cái trái bí đó ha, khoảng 1 kg đổ lại thôi. Và của anh chị mình rửa bên ngoài cho sạch đi, nhớ là rửa thôi. Và chúng ta sẽ khoét một cái lỗ, khoét một cái lỗ ha. Đó, một cái lỗ, rồi chúng ta lấy lên và chúng ta lấy cái ruột của trái bí ra ngoài. À, lấy cái hột thôi, lấy cái hột bí ra ngoài ha. Rồi, xong một cái chuẩn bị của cái trái bí rồi. Thì cô bán chị mình lấy cho Hải là ốc heo ha, một bộ ốc heo, ốc lợn đó. Thì chúng ta ăn mạnh thì chúng ta lấy bộ ốc lớn, mua ốc lớn ha. Còn nếu mà chúng ta ăn yếu thì chúng ta mua bộ ốc nhỏ ha. Rồi, cô bán chị mình mua cho Hải một bộ ốc như vậy. Nếu ai mà sợ tanh thì chúng ta sẽ lấy cái mạch máu ra. À, chúng ta không sợ tanh thì khỏi lấy cho cực ha. Rồi rửa sạch sẽ đi, bỏ cái bộ ốc đó vào trong cái trái bí rồi ha. Niêm nếm tiêu hành đồ cho ngon lành, củ hành rồi đó, nấm mèo cũng được đó, niêm vào, có nấm mèo càng tốt nha các anh chị mình, là có nấm mèo càng tốt đó. Rồi xong vừa ăn nha, niêm nếm vừa ăn trong chụp cái khoảng đầu này chúng ta mới lấy ra đó, và chúng ta bỏ cái ốc vào và chúng ta phải chụp lại ha. Và các anh chị mình chưng cách thủy. Chưng cách thủy là sao? Thì cái nồi á, chúng ta đổ nước ở dưới, xong chúng ta lấy cái gì kê lên hoặc cái vỉ gì đó kê lên, rồi chúng ta để trái bí ở trên. Có nghĩa là cái trái cách thủy là không có đụng nước, là cách nước á. Rồi chưng đến khi nào cái bộ ốc heo ở trong nó chín và cái thịt của cái trái bí đỏ này nó mềm, rồi chúng ta ăn. Không nhất thiết là chúng ta phải ăn một lần, nếu chúng ta ăn mạnh chúng ta ăn một lần cũng được, không sao hết ha. Chúng ta ăn không nổi á, hoặc là không mạnh, hoặc là ăn mấy ngày rồi á, thì nó ớn rồi, thì chúng ta ăn chia làm nhiều lần trong ngày để ăn ha, nhiều lần trong ngày để ăn. Và ăn nóng nóng thì nó đỡ cái mùi tanh ha. Khi mà chúng ta muốn ăn thì chúng ta hâm lại, nếu chúng ta ăn một bữa không xong thì chúng ta ăn bữa thứ hai, chúng ta hâm lại cho nó ấm, chúng ta ăn cho nó đỡ tanh đó. Thì như vậy thì mỗi tuần của anh chị mình ăn cho Hải từ 2 đến 3 trái bí đỏ chưng với lại ốc heo, thì nó sẽ hỗ trợ cho quý cô bác anh chị mình về rối loạn tiền đình và thiếu máu não, nhức đầu kinh niên, rất là tuyệt vời. Đây là cách, cái mẹ của dân gian mà chính như gia đình mình cũng thường xuyên sử dụng cái cách này. Nếu chúng ta không bệnh thì chúng ta phòng bệnh. Hải thì thường xuyên thức khuya để làm gì ạ? Để nghiên cứu những cái bài thuốc để chia sẻ lên cho quý cô bác anh chị mình. Thứ hai nữa là để trả lời những cái bình luận, cái comment của bác chị mình hỏi Hải về những vấn đề về bệnh, thuốc, nhờ những vấn đề mà ở trong kênh Phan Hải Channel của bác chị mình hỏi Hải, thì Hải thường xuyên thức đêm. Có những đêm Hải thức tới 3-4 giờ sáng, nhưng Hải không bị thiếu máu não, Hải không bị nhức đầu kinh niên. Bởi vì thường xuyên Hải sử dụng, lâu lâu á, Hải không bị bệnh, cho nên lâu lâu một tuần á, Hải sử dụng một lần, hoặc một tháng sử dụng 2-3 lần. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Mặt khác thì có những cái loại rau mà nó giúp hoạt huyết, lưu thông mạch máu và nó sẽ không có bị xơ vữa mạch máu. Cho nên là thường xuyên ăn cái loại rau đó thì nó sẽ mạch máu chúng ta nó không bị nghẽn. Nó không bị nghẽn thì nó sẽ lưu thông rất là tốt. Đó. Cho nên là máu não nó vẫn không bị thiếu. Rồi rối loạn tiền đình đó, rồi những cái người nữ thì hay bị rối loạn tiền đình thì sử dụng cách này thì nó sẽ không bị rối loạn tiền đình nha. Người nam thì có tiếng tiền liệt, người nữ thì có tiếng tiền đình nha. Và thiếu máu não thì những cái tiếng đó nếu mà nó bị tiền đình với là cái tiếng máu não á, nó bị thiếu hoặc nó bị thì nó sẽ gây đau đầu cho chúng ta. Như vậy thì hôm nay Hải đã chia sẻ cái món ăn bài thuốc rất là tuyệt vời dân gian từ xưa đến bây giờ. Theo Hải biết thì thời của mẹ Hải cũng đã sử dụng rồi, và thời của ông bà Hải cũng đã sử dụng cái cách này rất hiệu quả rồi.
thì cũng đã xong. Thì cuối video hãy cảm ơn quý quán chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì nếu như quán chị mình cần Hải chia sẻ bài thuốc gì thì hoặc là muốn tìm hiểu cái loại cây gì, coi cái cây đó có chữa bệnh gì được hay không, thì cứ comment bình luận ở trên phần nhận xét á, thì Hải sẽ cố gắng đi tìm cây thuốc đó về để chia sẻ lên cho quán chị mình tham khảo. Rồi thì chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc bây giờ. Xin chào, xin hẹn gặp lại các anh chị mình vào video tiếp theo.